Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Lò Khởi Nghiệp. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn, khi mà bạn đi làm công từ 5 đến 20 triệu một tháng thì làm cách nào để bạn đi ra khởi nghiệp và các bạn kinh doanh được để cho nó an toàn cho các bạn, và các bạn phải đảm bảo được cái nguồn vào nguồn ra cho các bạn, và đảm bảo được. Đối với các bạn, có nhiều bạn hỏi mình đó, là em có vợ mà vợ em phải ở nhà nuôi con, như vậy em đi làm lương đâu khoảng 10 triệu thì làm sao để em ra khởi nghiệp đây? Thì cái video này mình hy vọng là mình sẽ giúp được cho các bạn đó. Và mình muốn nói với bạn một cái nữa, nếu các bạn nào còn trẻ, chưa có người yêu, chưa có gia đình, thì đây là một cái cơ hội cực kỳ lớn cho các bạn. Có nhiều bạn nghe mình nói cái này đi nói lại mấy lần rồi các bạn chưa hiểu. Giờ mình phân tích chút xíu cho các bạn nha. Khi các bạn chưa có người yêu, bạn không có dành nhiều thời gian quá để mà các bạn hẹn hò. Khi bạn chưa có gia đình, bạn chưa có mối nghiêm túc trong cái mối quan hệ, và bạn chưa có con, thì cái thời gian của bạn dành đa số là cho chính bản thân các bạn. Mà cái lúc đó đó mà các bạn không làm để mà các bạn thành công, đến khi mà bạn có gia đình, có người yêu, lúc đó bạn mới hối hận tại sao ngày xưa mình không làm sớm. Đã có rất là nhiều bạn nói với mình, và nhiều bạn gửi thư về tâm sự với mình, nói ước gì bây giờ nó trở lại như ngày xưa, em biết anh sớm hơn. Ước gì đã muộn hơn các bạn. Bây giờ các bạn còn trẻ, hoặc là các bạn đã có gia đình rồi. Bây giờ mình, trong video này mình sẽ chia sẻ các bạn 3 trường hợp. Các bạn nào đang là single, đang là độc thân vui tính, và vẫn ra khởi nghiệp được với khi mà bạn đang đi làm. Đối với các bạn có gia đình rồi, vẫn đi làm được, các bạn có rồi gia đình, có con rồi, vẫn đi làm được luôn. Tất cả các trường hợp các bạn đều làm được hết. Thì mong là các bạn trẻ hãy coi cái video này để cho các bạn biết được mình đang có rất là nhiều lợi thế so với các bạn mà đã có gia đình và có con rồi. Thì các bạn đừng có bỏ qua những cái việc như là mình nói trong cái video này, để cho các bạn càng ngày các bạn lại thành công trên cái con đường tài chính, và các bạn kiếm được tiền để các bạn nuôi sống cho bản thân các bạn, cuộc sống của bạn tốt hơn, đỡ vất vả hơn, để các bạn có thể sống nó vui vẻ và hạnh phúc hơn các bạn. Rồi, ok, bây giờ mình bắt đầu nha. Thì trước khi mình bắt đầu thì mình nói luôn, nếu bạn nào chưa đăng ký kênh, và mình biết là có rất nhiều bạn nghe theo dõi mình mà chưa biết cách đăng ký kênh là như thế nào, các bạn bấm nút đăng ký ở dưới, tiếng Anh của nó là chữ subscribe, rồi bạn bấm luôn cái chuông kế bên luôn. Rồi nếu bạn nào mà bấm vô mà nó hỏi, các bạn phải đăng nhập vô cái phần Gmail, Google, bạn phải đăng nhập vô, bạn phải tạo một cái Gmail để bạn đăng ký, bạn nghe mình nói chuyện. Bạn nào làm không được thì bạn hỏi những người nào đã làm được rồi, người ta chỉ cho bạn thôi nha. Rồi ok, bây giờ mình quay chủ đề chính như thế này. Thì cái mà bạn nên làm đầu tiên á, là bạn phải xác định rõ, bạn phải xác định luôn nha, phi thương thì bất phú. Bạn nên nhớ cái điều này, bạn trong đầu mà bạn mà không có xác định rõ cái này, cho dù bạn làm cái gì nó cũng không đi đến đâu hết đó. Có nghĩa là bạn dù có làm công, chăm chỉ, vất vả, thông minh, cực kỳ siêu sao, super siêu, bạn đẹp trai, đẹp gái, bạn có là cái gì nữa, khi bạn làm công, bạn chỉ là một cái người làm công thôi. Nên bạn luôn luôn phải nhớ trong đầu mình, cho mình, phi thương thì bất phú. Phi thương là gì? Phi là không, thương là kinh doanh, bất phú là không có giàu các bạn. Không kinh doanh thì không giàu thôi. Đó, các bạn nhớ điều đơn giản mà, không kinh doanh, không có giao dịch là không có giàu. Mà muốn kinh doanh, muốn giao dịch, muốn khởi nghiệp thì phải có cái gì các bạn? Thì phải có hoạt động buôn bán, trao đổi qua lại. Muốn buôn bán, trao đổi qua lại thì phải có một cái người bán hàng và một cái người mua hàng. Mà muốn bán hàng được, mua hàng được, cái người bán hàng đó phải biết cách bán hàng. Một cái người siêu sao bán hàng thì người ta gọi đó là cái người chốt sale, một người chuyên gia. Chuyên gia nó khác với người bán hàng như thế nào? Chuyên gia là cái người rất là giỏi về cái lĩnh vực đó, nghiên cứu sâu về lĩnh vực đó. Mà cái đó mình đã có video trước, mình đã hướng dẫn cho các bạn cách để làm thành một chuyên gia. Thì hôm nay mình chỉ nói với các bạn bán hàng bình thường thôi, để các bạn tập bước đầu tiên trước, rồi sau đó các bạn mới trở thành chuyên gia được. Rồi, ok, thì các bạn phải hiểu tại sao bạn muốn thoát khỏi việc làm công. Bạn phải hiểu là không có kinh doanh thì nó không giàu được. Bạn phải hiểu cái nguồn gốc như vậy, bạn mới làm được. Bạn phải hiểu bạn mới làm được. Người Việt Nam mình á, nhận thức rất là giỏi, nhận thức rất là giỏi. Có nghĩa là kiến thức đưa cho bạn, bạn hiểu được. Phi thương bất phú,
bạn hiểu được phải bán hàng, nhưng tới cái khi hành động đó, cái gọi là cái why của bạn, cái tại sao của bạn đó, nó chưa đủ mạnh để cho bạn bứt phá, để bạn làm được, cái đó mới mới hại cuộc đời của bạn. Là nếu mà cái why của bạn đủ mạnh, cái tại sao của bạn đủ mạnh, thì bạn phải khát khao giống như mình. Ngày xưa mình không chấp nhận cuộc sống hiện tại của mình ở ngày xưa. Mình không có chấp nhận cảnh mà phải đi làm công cho người khác. Mình không chấp nhận cảnh ba mẹ mình phải vất vả như vậy. Mình phải cố gắng mình đi làm để mình cải thiện cuộc sống của gia đình mình và chính bản thân mình. Mình không chấp nhận cuộc sống mà mình phải đi học, lên trường, phải nghe những cái điều mà mình không thích nghe, và mình phải học thuộc lòng nó mà mình không thích, mình không thể nào học được các bạn. Mình không biết các bạn sao chứ mình không thể nào nghe những cái điều mà mình thấy mình không lọt lỗ tai mà mình bắt mình học như vậy, không học vô. Đó là lý do mình bỏ học Đại học Bách Khoa Sài Gòn giữa chừng. Rồi, bây giờ muốn bán được hàng thì cái cách đầu tiên, mình nói lại cái này một chút xíu. Nếu mà các bạn vẫn còn đang đi làm, mình nói các bạn, khi bạn đi làm cho người ta ok, bạn vẫn làm hoàn thành trách nhiệm, nhưng khi buổi chiều tối về bạn làm thêm, có thể là bạn đi giao hàng dùm cho vợ bạn, và thứ bảy chủ nhật bạn làm thêm. Nhưng cái vấn đề ở đây, ở trong đầu bạn phải luôn luôn nghĩ, tôi phải ra khởi nghiệp, tôi phải ra kinh doanh mới giúp tôi giàu, kinh doanh mới giúp tôi sống hào sảng được, kinh doanh mới giúp cho tôi sống thành một cái cuộc đời mà tôi mong muốn. Bạn phải luôn luôn nghĩ trong đầu của bạn như vậy, thì cái tự kỷ ám thị ở trong đầu của bạn, cái tư duy của bạn như vậy, cái tư duy của bạn luôn luôn phải là cái tư duy của người giàu, thì khi mà bạn làm kinh doanh thì bạn mới làm được. Chứ bạn không có làm kinh doanh theo kiểu là cầu nguyện cho hôm nay bán được nhiều hàng, không phải như vậy. Rồi, ok, bây giờ mình nói cho các bạn thêm một phần nữa. Bây giờ bạn nên bán cái gì? Có nhiều bạn nói, bây giờ em đâu biết bán cái gì đâu. Bây giờ các bạn thích cái gì? Vợ các bạn thích cái gì? Nếu vợ các bạn ở nhà chăm sóc con thì vợ các bạn bán những cái món đồ nào vợ các bạn thích. Khi bạn đi làm về tối đó bạn đi giao hàng cho vợ các bạn. Lấy hàng ở đâu nó rất là dễ các bạn. Lên Facebook thiếu gì người lấy. Và các bạn phải tìm cho ra cái người nào mà muốn mua các bạn trước, chứ không phải là đi lấy hàng trước. Ví dụ bạn làm mà thích góp được 10 triệu, bạn không thể nào ra lấy 10 triệu đó đi ra mua hàng về đấy. Không, làm như vậy là sai. Các bạn phải bán được hàng trước khi bạn đi mua hàng. Bạn có thể mua một cái thôi, hàng mẫu thôi. Ví dụ mình nói về quần áo thời trang. Ok, bạn lấy vài cái mẫu về, 4-5 mẫu về vậy thôi. Ai mua là bạn gọi điện thoại cho cái người mà bán hàng cho bạn, giao trực tiếp cho bạn luôn. Giờ bạn thành công là bạn đâu có bỏ thời gian gì ra đâu, đâu có bỏ cái công gì ra, đâu bỏ tiền gì ra đâu, đúng không? Các bạn chỉ bỏ cái việc bạn quảng cáo, ok bây giờ lấy cho em cái áo đó, size gì đó, thì bạn chỉ gọi là ok lấy đó giao cho người đó, thì bạn ăn tiền trên lệch. Ví dụ cái món đó là 100.000 thì họ giao cho bạn có mức giá có 80 rồi cái người bán mua hàng là phải trả 100.000, thì bạn có trong tay 20.000 rồi đó. Bây giờ bạn phải tìm cho ra cái mà bạn thích. Mình ví dụ mình thích công nghệ, mình thích những cái đồ điện tử, thì mình sẽ bán những cái đồ điện tử giống như ngày xưa. Mình nói mình kinh doanh, mình buôn bán đĩa, mà bây giờ đĩa thì không bán được rồi, thì giờ buôn bán về máy vi tính, thì mình rành cái đó thì mình buôn bán cái đó. Các bạn rành cái nào thì các bạn phải làm cái đó. Thì các bạn rành cái đó, các bạn phải lên Facebook, phải tên lên Zalo, các bạn phải nói về cái vấn đề đó để cho người ta biết bạn giỏi cái vấn đề đó. Khi bạn giỏi về cái vấn đề đó thì người ta sẽ hỏi ý kiến bạn, đúng không các bạn? Có phải bạn trong lớp, nếu bạn ngày xưa bạn đi học, bạn giỏi vấn đề nào đó thì thầy tôi kêu bạn ra, ok chỉ cho người này, hoặc là bạn bè tới hỏi bạn chỉ cho người ta chút xíu cái này, rồi ai cũng vậy. Ok bạn, ví dụ bạn nghĩ đi, xung quanh bạn có những cái thằng bạn mà nó rất là giỏi vi tính, mà có chuyện gì máy vi tính bạn nó gọi cho nó, đúng không? Kinh doanh nó cũng vậy thôi à. Bạn giỏi về vấn đề gì thì bạn phải nói cho người ta biết bạn giỏi, thì người ta mới nói ok anh giỏi cái đó quá, giúp em này giúp kia. Ok, khi bạn giúp như vậy là bạn bán hàng được rồi đó. Bạn phải xác định bạn về người vợ bạn, người thân của bạn, hay là người đồng nghiệp của bạn, cái người nào muốn kinh doanh cùng bạn, phải xác định mình sản phẩm của mình là cái gì, mình bạn có giỏi cái vấn đề đó không. Bạn phải cực kỳ giỏi cái đó thì bạn mới bán được. Bạn không thể nào bán cái mà bạn không thích, bạn không thể nào bán cái mà bạn không muốn bán, các bạn không bán được. Thôi bây giờ mình nói các bạn hãy tìm cho mình cái đó, cái bài toán nó quan trọng. Tìm cái đó mình giỏi trước, rồi sau đó mới tìm cái nguồn hàng. Mình thích cái đó rồi, bắt đầu mình đi tìm nguồn hàng các bạn. Có những người cứ nghĩ những cái gì đâu sâu, đâu xa, trên trời, dưới đất, gì như mất công. Bạn coi xung quanh bạn thích gì.
thích gì mình bán cái đó thôi. Thích vỏ điện thoại, ok bán vỏ điện thoại, kiếm cái vỏ điện thoại nào đẹp đẹp về bán. Thích cái gì bán cái đó các bạn. Rồi sau đó làm cái gì nữa? Đi kiếm khách hàng. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đi kiếm khách hàng nha. Bạn kiếm được cái sản phẩm bạn thích rồi, hoặc là bạn bán dịch vụ cũng được. Ví dụ như bạn nói bạn có cái khả năng, ví dụ như massage, thì làm massage. Vì cái này trong sáng nha, đừng nghĩ bậy nha. Hoặc là bạn có cái khả năng gọi là giống như em mình có khả năng chỉ cho người ta tập gym, ok, bán cái dịch vụ tập gym như vậy, một cái gói vậy bao nhiêu tiền. Hoặc là bạn có khả năng hướng dẫn người ta đàn hát hay gì đó, thì bạn ra cái đó. Trong xung quanh ở đây mình thấy nè, tối tối có những cái lớp học đàn, học múa, học nhảy gì đó, nó làm rầm rầm ở đây nè. Nói các bạn ở gần nhà mình nè, đó họ có cái khả năng gì ra, chiều tối về phụ huynh dẫn mấy nhỏ ra đi học đánh đàn, nghe tiếng nhạc tiếng đàn nó rất là vui đó. Bạn có khả năng gì bạn phải cho người ta biết, không chỉ là bán những cái sản phẩm mà bạn còn bán dịch vụ nữa. Có nghĩa là một cái người mà đứng ra tổ chức mấy cái đó, họ đâu có dạy, họ đâu, cái người chủ của cái tiệm gần nhà mình họ không hề biết âm nhạc. Họ kêu ông thầy, ông thầy biết hết mới nói về dạy mấy đứa nhỏ các bạn. Kinh doanh là như vậy các bạn. Cái gì mình không làm được thì mình sẽ sử dụng đòn bẩy. Mà mình cũng không muốn làm nữa, lý do là mình để thời gian mình rảnh mình đi tìm những dự án khác. Để cho làm cái gì các bạn? Để có thời gian rảnh. Cái thời gian nó quan trọng hơn tiền. Lý do là sao? Thời gian rảnh, ví dụ những bạn bây giờ nói ok, bây giờ em muốn đi đầu tư lắm, em rất là thích đi chung với anh coi những cái dự án đầu tư của Học viện Bất Động Sản. Mình nói rồi đi, mai đi nha. Cái mai mình nói ok vậy mai đi, mình nhắn tin mai đi nha, 8 giờ gặp nhau, mai em bận đi làm. Các bạn, cái cơ hội của bạn mất đi khi mà các bạn phải bám vào một cái việc đó. Các bạn nên nhớ, và cái công việc của bạn đang làm, nếu mà bạn xác định bạn nó ra làm chủ, làm kinh doanh, bạn khởi nghiệp, thì cái công việc của bạn bây giờ nó chuyển là cái phụ thôi. Cái phụ để làm cái gì? Để giúp cho các bạn survive trước, tồn tại trước, rồi sau đó bạn mới làm mấy chuyện kia. Nếu mà bạn bỏ việc giữa chừng, mấy chuyện xảy ra thì bạn tiêu thôi chứ sao. Mình cũng nói thẳng luôn cho các bạn, chứ không có đi vòng quanh, không có nói giảm nói tránh gì. Bạn tiêu, gia đình bạn tiêu luôn, không bỏ việc được các bạn. Nếu mà bạn chưa bán được hàng bạn còn bỏ việc là coi như bạn tự mình giết mình rồi, mà phải đi tìm việc khác thôi à. Bạn có trong túi bạn có bao nhiêu tiền bạn dám nghỉ việc? Và khi mà nghỉ việc chỉ 3 tháng tới 6 tháng bạn không bán được hàng thì chuyện gì sẽ xảy ra? Lúc nào cũng có phương án backup hết các bạn. Khi bạn thấy cái backup chưa thành công, bạn không thể nào mà ấy được, bạn không thể nào mà gọi là ok, tôi đốt thuyền của tôi được. Có những cái bài tiếp theo mình sẽ chỉ cho các bạn cái cách để các bạn đốt thuyền một cách an toàn và tạo động lực cho các bạn phát triển luôn. Nhưng trong bài này mình nói các bạn, các bạn có thể làm được, nhưng cái vấn đề ở đây là các bạn hãy làm cái gì để cho nó an toàn, giúp cho các bạn an toàn và trong động lực để cho các bạn có thể nhanh chóng các bạn thoát ra khỏi cái việc làm công ăn lương nha. Khi mà các bạn bán được hàng rồi đó, khi cái tiền mà bán hàng nó đã thay thế được cái mức thu nhập của bạn. Ví dụ như nãy mình nói bán được một cái áo bạn kiếm được 20k, thì bạn nhân với cái số tiền mà bạn cần để bạn không phải đi làm nữa. Các bạn, cái gì người ta nói là đầu xuôi đuôi lọt, bạn hãy thử bán cho mình một món thôi. Các bạn phải tự cam kết với bản thân mình, trong vòng một tuần tôi sẽ bán được một món. Thử một món đầu tiên đi các bạn. Bạn thử đi, bất cứ bán món gì, bất cứ món gì các bạn. Cái chuyện dễ nhất, ví dụ chạy ra ngoài kia chạy xe Grab cũng vậy, là dễ nhất để kiếm tiền, trong khi bạn không có chuyện gì làm hết. Bạn chạy xe Grab một ngày bạn chạy 10 cuốc đi, bạn lại có được 10 cái mối quan hệ. 10 cái mối quan hệ đó, hỏi người ta, nói chuyện với người ta, coi người ta làm cái gì. Khi người ta làm cái gì đó, bạn nói ok anh có thể cho em làm chung với anh được không? Đâu có ai mà nói là không đâu. Bạn cứ thử mở miệng rồi nói ok anh chị làm ăn làm sao sao làm gì làm gì. Tạo ra mối quan hệ các bạn. Không có chuyện gì làm thì đi ra ngân hàng, hỏi người ta biết mấy cái giao dịch trong ngân hàng sao sao. Các bạn phải tập mấy cái đó hết rồi các bạn. Chứ người ta không thể nào mà nói mối quan hệ bạn ở nhà có được. Bạn phải tự có thời gian rảnh phải chạy ra ngân hàng nói chuyện với người này nói chuyện người kia, ok gửi tiết kiệm như vậy được bao nhiêu. Bạn phải hiểu mấy cái đó hết, bạn phải tự đi tìm hiểu, tạo mở rộng cái mối quan hệ của mình ra, chứ không có bạn ở nhà mà không có mối quan hệ đâu. Ngân hàng nào nó cũng welcome bạn, nó chào đón bạn tới hết á. Rồi mình quay trở lại. Các bạn phải bán cái món nào mà nó gần gũi với các bạn nhất, dễ hiểu với các bạn nhất, bạn xài nó mỗi ngày, bạn sử dụng nó, bạn giỏi về cái đó thì bạn mới nên bán nha. Rồi ok, phần tiếp theo đối với các bạn sinh viên.
tại sao các bạn sinh viên cũng phải tập bán hàng, hoặc là các bạn sinh viên cũng nên đi dạy thêm hoặc là làm những cái việc thêm. Thì bán hàng đối với mình là quan trọng nhất, tại vì các bạn sinh viên á, các bạn không đi tập bán hàng thì các bạn tương lai các bạn không thể nào mà đi xin việc được. Lý do là bạn đi xin việc cũng là một loại bằng bán hàng thôi. Xin việc là bán sức lao động của các bạn, bạn lấy cái khả năng của bạn và cái bằng cấp của các bạn thì bạn đi bán cái sức lao động. Tương lai của bạn ra trường bạn tốt nghiệp bạn sẽ có bằng. Thì bây giờ bán hàng sẽ giúp các bạn sau này các bạn đi thử nghiệm thành công hơn các bạn. Có một số bạn chở mình đi bằng Grab á, thì mình có nói chuyện nói em cũng sinh viên năm cuối, nhưng mà hỏi các bạn xin việc chưa thì các bạn nói với mình á, em sắp tốt nghiệp và trường đã tốt nghiệp em mới đi xin việc. Cái này là sai nha các bạn, sai hai cái. Cái thứ nhất, các bạn đó không có tư duy khởi nghiệp, và sai thứ hai là đợi có bằng mới đi xin việc là bạn trẻ hơn so với những các bạn cùng trang lứa mình rồi. Người ta đã xin việc từ học kỳ kế cuối và học từ năm cuối rồi thì người ta biết là giờ đó người ta ra trường, người ta lo, người ta đi xin việc trước rồi sau đó người ta có bằng người ta đi làm luôn. Còn bạn vậy là bạn trễ rồi, bạn tính trễ một bước. Và những các bạn sinh viên mà không có cái tư duy ra khởi nghiệp thì các bạn chỉ mãi mãi là sinh viên, mà bạn ra bạn cố gắng bạn đi làm cho người khác thôi, bạn không thể nào mà thành công và giàu có được đâu các bạn. Và mình làm cái gì cũng vậy, đa số chúng ta là những người không giỏi thì các bạn phải làm, hoặc là bạn phải tính trước một bước, chứ bạn đừng có đợi như đi theo cái đám đông nữa các bạn. Nếu bạn đợi đi theo đám đông thì bạn chỉ có hốt hụi chót thôi, hoặc là bạn trâu chậm để uống nước đục thôi, không có cách nào khác. Giống như bây giờ đi, đa số bạn bè của bạn đang đi làm công, thì bây giờ bạn chịu khó một chút xíu, bạn tập bán hàng đi. Người này nói, người kia nói, kệ người ta, bạn cứ bán hàng đi. Khi bạn chốt sale được, khi bạn bán được hàng, sau này cái gì bạn làm cũng được. Bạn cứ cho mình biết cái doanh nghiệp trên thế giới này có doanh nghiệp nào mà không bán được hàng mà nó vẫn giàu có được không? Có ai kinh doanh mà không có chốt được đơn hàng mà có tiền không? Các bạn phi thương bất phú, mà muốn kinh doanh có được là phải bán hàng được các bạn. Hàng hóa phải lưu thông thì mới có tiền được các bạn. Mình kể cho các bạn một cái câu chuyện của một cái người em của mình năm 7 tuổi. Nó biết ở trong lớp nó thích ăn bánh lắm, ra chơi á, thường thường mấy đứa nhỏ ra chơi cũng thích đi ăn bánh. Các bạn biết không? Nó nói mẹ nó chở nó đi chợ. Khi mà đi chợ nó mua một bao bự khoảng 20 mấy 30 mấy cái, nó nhét vào trong ba lô đó. Nó mới nhỏ thôi á mà nó biết đem vô lớp, nó mua đâu 500 hay 1.000 gì đó một cái, là mua số lượng nhiều á, vô lớp nó bán 2.000. Thấy không? 7 tuổi mà nó đã có kinh doanh, có cái đó kinh doanh rồi. Ba mẹ nó biết về đánh đòn đó, nói con nhỏ con không được làm vậy. Nhưng mà theo mình nói lại với ba mẹ luôn, nói con cái gì, nó rất là thông minh, nó rất là giỏi, tương lai nó sẽ thành công. Mà người ta, ba mẹ ở Việt Nam á, là không muốn con cái làm những cái điều như vậy. Người ta cứ nghĩ là những người bán hàng, người ta cứ nghĩ là những người bán hàng là những cái người không có tốt, và những cái người giàu là những người không tốt, tiền bạc là nguồn gốc của tội lỗi. Đó, người ta cứ tiêm vô đầu của những đứa trẻ những cái như vậy. Và ngay cả những cái hiện tại cuộc sống bây giờ cũng vậy các bạn. Khi bạn thấy một cái người có rất là nhiều nhà cửa, người ta đi xe đẹp như vậy, bạn bắt đầu trề môi, biểu môi, nói người ta, ôi, ông này chắc làm ăn phi pháp rồi, chắc là tham nhũng này mới giàu có thôi các bạn. Khi cái đầu óc của bạn nghĩ như vậy, và bạn thấy cái trường hợp của cái một người em của mình, mới 7 tuổi thôi, mà nó đã bắt đầu biết kinh doanh như vậy rồi, thì cái đây là cái mầm móng, cái gì, không phải mầm móng, cái này là mầm non, kinh doanh. Trí tuệ của nó rất là giỏi, nó mới dám nghĩ ra những cái chuyện gì, nó biết cái nhu cầu người ta cần. Có nghĩa là trong lớp học, trong lớp của nó, những đứa nó thích ăn mà nó không có ai bán, có nghĩa là ở căng tin nó không bán, hoặc là căng tin nó bán giá quá cao, nó đem vô nó bán với giá thấp hơn cái căng tin, hoặc là không có ai bán thì nó bán được. Các bạn, cái nhu cầu của thị trường nó giống như cái nhu cầu mà nước chảy về chỗ trũng các bạn. Có nghĩa là khi mà bạn thấy cái nhu cầu của thị trường như vậy, bạn phải bắt buộc, bạn phải gọi là đưa cái hàng về cái chỗ đó để bạn bán. Thấy có cung thì sẽ có cầu, khi người ta cần thì bạn cung cấp, thì lúc đó bạn mới thành công được. Chứ bạn đừng có đợi khi mà thị trường nó bão hòa là bạn nhảy vô thì bạn sẽ tiêu. Đó, một cái câu chuyện này cho các bạn, để các bạn biết được là kinh doanh nó cũng không có khó lắm. Rồi mình kể cho bạn cái câu chuyện thứ hai. Có một người anh của mình cũng đi làm công cho một công ty của Nhật.
cũng mười mấy triệu một tháng, thì làm thế nào mà anh này có thể có được để buôn bán cái gì? Thì như thế này các bạn, vẫn đi làm công không sao hết, anh bán cái khả năng của anh, cái sức lao động của anh tìm ra những cái contract, có nghĩa là khi mà sau khi anh về, mình chỉ anh lên cái trang web gọi là freelancer, anh lấy những cái contract ở nước ngoài về anh làm thêm, thì anh làm thêm, anh bỏ sức anh làm một thời gian để anh lấy kinh nghiệm để anh đi làm tư trước đó. Đầu tiên phải làm công trước rồi sau đó mới tới làm tư một thời gian 6 tháng tới 1 năm. Anh nói ok, bây giờ anh biết hết mấy này rồi, bây giờ mình chỉ anh thêm một bước nữa, ok anh biết rồi đúng không, vậy anh thuê một thằng đệ tử, nó về nhà anh lấy contract về anh giao cho nó làm rồi xong những cái contract đó anh đừng có làm, anh làm nó rồi bắt đầu anh nghỉ việc được rồi. Nghỉ việc xong rồi mình chỉ cho anh bắt đầu lập công ty, mở công ty ra rồi bắt đầu thuê vài em nữa. Sao mà thuê người giỏi được, chọn những đứa nào tốt nghiệp giỏi nhất mà tốt lập trình đó các bạn, nó giỏi nó chỉ về làm lập trình thôi, mình lo mình làm mấy cái chuyện khác, còn mấy đứa mà nó giỏi nó chỉ ngồi đó nó lập trình cho mình thôi đó các bạn. Là thành công, là khởi nghiệp, là kiếm được khách hàng trước rồi. Là các bạn phải, bạn muốn ra làm chủ doanh nghiệp, bạn muốn khởi nghiệp là bạn phải là người đi kiếm khách hàng, không có người khác giúp bạn cái chuyện này đâu. Bạn phải là người chốt sale, bạn phải là người đem lại thu nhập cho công ty của bạn, công ty tương lai của các bạn, chứ không phải là ai khác hết các bạn. Đó, thôi video mình cũng hơi dài rồi, mình kết thúc ở đây. Mình mong là các bạn hãy ra làm đi các bạn. Các bạn hãy thử thách bản thân mình đi, trong vòng 1 ngày, 2 ngày hoặc là 3 ngày, các bạn phải bán được một cái đơn hàng đầu tiên. Các bạn phải lên mạng, bạn phải tìm cho ra. Ví dụ như bây giờ bạn lên Facebook đi, bạn đánh cái chữ coi coi có ai cần cái gì, bán đôi giày hoặc là cái áo, cái quần, mà lên đó mình coi đi, người ta sẽ cần những cái món đó đó. Bạn có kiếm được cái nguồn để bạn giao cho họ hay không? Khi mà bạn giao cho họ là coi như bạn bán được một đơn hàng, bán một được thì hai được, là ba được, bốn được, năm được, và 10 được, số lượng lớn được các bạn. Đầu xuôi thì đuôi sẽ lọt, các bạn thử một lần đi rồi các bạn sẽ thấy cái cuộc sống này nó rất hay. Khi mà bạn đã bán được một đơn hàng là bạn tự tin rồi, là cái gì bạn cũng bán được hết. Rồi, chúc các bạn thành công, ra khởi nghiệp nha. Xin chào và hẹn gặp lại.